Hồ Pháo Hức xin chào các bố mẹ và các bạn nhỏ. Trong tháng 4 này có một ngày rất đặc biệt được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng cho những người mang khuyết tật này. Các bạn biết không, theo Tổ chức Y tế Thế giới thì ước tính trên toàn cầu cứ 160 người thì có một người tự kỷ. Cho đến nay thì các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được những con số xác thực để kết luận về nguyên nhân của tự kỷ. Tuy nhiên, tự kỷ vẫn được xem là một khuyết tật bẩm sinh và tự kỷ hoàn toàn không phải là hậu quả của việc cha mẹ thiếu chăm sóc các bạn nhỏ hay là do phản ứng phụ của vaccine như nhiều người vẫn nghĩ. Đó là lý do vì sao trong hộp hào hức dành cho các bạn 6 đến 10 tuổi của tháng này, chúng mình đặc biệt lựa chọn một cuốn sách về chủ đề tự kỷ có tên là Thế giới của em trai. Hy vọng là sẽ giúp cho các gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ, có một cái nhìn đồng cảm hơn về thế giới của các bạn nhỏ tự kỷ. Ngoài ra là hai cuốn sách nữa. Cuốn Ơn Trời nằm trong bộ Quà tặng cuộc sống, mang đến một bài học đầy cảm động về sự biết ơn, biết trân trọng cuộc sống, trân trọng từng khoảnh khắc mà chúng ta đang có mỗi ngày. Cuốn sách thứ ba là cuốn sách Những lá thư nhờ gió gửi ai đó, lại kể về một thế giới thần tiên nơi mọi mong ước đều được viết ra và đều trở thành hiện thực. Nơi voi có thể mời ốc sên khiêu vũ, nơi sóc có thể gửi thư cho cái bàn, nơi các loài vật trên trái đất có thể gửi thư cho ông mặt trời và còn nhận được thư trả lời nữa đấy. Đây là một cuốn sách được viết bởi một nhà thơ, nhà văn người Hà Lan và đã nổi tiếng khắp thế giới, được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hy vọng sẽ là một món quà rất là tuyệt vời dành cho các bạn 6 đến 10 tuổi của tháng này. Nếu hai cuốn sách đầu tiên là sách tranh thì cuốn Những lá thư nhờ gió gửi ai đó lại là sách chữ sẽ rất là phù hợp để giúp các bạn nhỏ chưa quen lắm với việc đọc một cuốn sách dày đặc chữ nhưng vẫn cảm thấy thú vị. Bởi vì chữ thì to và lại kèm theo một chút hình minh họa nên đảm bảo các bạn ấy sẽ không hề cảm thấy chán nản đâu. Ngoài ra thì cốt truyện rất là vui nên chắc chắn là các bạn nhỏ sẽ có nhiều động lực để có thể hoàn thành cuốn sách này đấy. Như thường lệ thì hộp hào hức tháng nào cũng đi kèm với một lá thư ngỏ. Bố mẹ hãy khuyến khích các bạn nhỏ đọc lá thư ngỏ này để có thể hiểu hơn về tất cả những gì xuất hiện ở trong hộp hào hức nhé. Và phần cực kỳ thú vị chính là đây, trò chơi của tháng này có tên là ộp ộp về đích. Đây là cuộc đua cực kỳ gay cấn nhưng cũng siêu siêu vui của các bạn ộp. Hãy rủ bố mẹ, bạn bè cùng sẵn sàng trên đường đua ộp ộp về đích. Đảm bảo cả nhà sẽ có những khoảng thời gian thật là hào hứng và gắn kết tuyệt vời. Bộ trò chơi này gồm có một bảng chơi cực kỳ dày dặn và cứng cáp, những quân chơi hình các chú ếch nhiều màu sắc và một bộ thẻ để giúp cho các bạn ếch di chuyển. Và hãy cùng xem bạn nào thông minh nhất, nhanh nhẹn, khéo léo nhất sẽ là bạn ếch giành chiến thắng và nhận được chiếc cúp của đường đua ếch ộp. Một màu bất kỳ được cộng thêm một ô, đây là màu xanh. Bạn ếch đỏ đã về đích, ai có thể ếch màu đỏ chính là người ghi bàn. Và cuối cùng chúng mình cũng muốn gửi gắm một món quà đến từ thương hiệu Purité. Đó chính là một chai sữa tắm rất là xinh với các thành phần từ thiên nhiên, đảm bảo cực kỳ an toàn và thân thiện với làn da của các bạn nhỏ. Cảm ơn tất cả các bạn thì đã luôn yêu thương và háo hức với chiếc hộp cầu vồng mang tên hộp háo hức của chúng mình. Và đừng quên là đăng ký ngay với chúng mình tại địa chỉ www.mầmnhỏ.vn để có thể nhận ngay những chiếc hộp đầy háo hức này.